Bạn đã bao giờ nghe thấy câu nói "You are what you eat" chưa? Điều này có nghĩa là những gì bạn ăn sẽ thể hiện cơ thể của bạn ra sao. Chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với đồ ăn nói riêng và môi trường sống nói chung. Nếu ăn một thực phẩm tốt lành và sống trong một môi trường tốt lành thì cơ thể của chúng ta sẽ mạnh khỏe, tinh thần sẽ hạnh phúc. Và với động vật như bò sữa cũng vậy, nếu được ăn đúng tiêu chuẩn và sống trong một môi trường lý tưởng, chúng sẽ hạnh phúc và cho ra những dòng sữa ngon mà tôi gọi đó là những dòng sữa hạnh phúc. Hãy cùng với tôi tìm hiểu rõ hơn về dòng sữa hạnh phúc này nhé! Tại hệ thống trang trại chuẩn Global Gap, có những cô bò hạnh phúc luôn được tận hưởng một cuộc sống đúng chuẩn resort. Bò được robot tự động cho ăn và phát nhạc 3 lần mỗi ngày theo khẩu phần ăn tiêu chuẩn quốc tế, được tắm mát, được massage thư giãn và được vui chơi thoải mái trên đồng cỏ. Nhờ vậy mà đàn bò luôn vui tươi, hạnh phúc để cho ra những dòng sữa thực sự tươi ngon và trọn vẹn dưỡng chất hơn các dòng sữa thông thường khác. Sữa hạnh phúc ngoài việc là thức uống thơm ngon và bổ dưỡng còn có thể được sáng tạo với nhiều món ngon trong đời sống. Và với chị Ngọc Anh cũng thường xuyên sử dụng sữa tươi để làm các loại bánh ngọt cho con gái. Khi mà mình sử dụng sữa tươi như thế thì mình sử dụng được rất là nhiều món, từ bánh này, rồi món ngọt này, món mặn thì mình đều sử dụng được sữa tươi. Bia nhà mình thì cực kỳ là mê sữa luôn. Các cái món mà có sữa này thơm béo ngậy thì bạn ăn rất là ngon, rất là thích những cái bánh như kiểu là bánh pancake hay là bánh waffle nó có sữa ấy thì là rất là thích. Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những món ngon khác được làm từ sữa tươi nguyên chất 100% không đường như thế này. Và ngày hôm nay sẽ là một trong những bữa xế ngon miệng, đầy dinh dưỡng và chào đón đầu bếp Võ Quốc đến với chương trình ạ. Và hôm nay thì Quốc sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái món này nó rất là phù hợp với những tiết trời nóng bức, sữa tươi với lại đậu xanh và rau má. Và để thực hiện món này thì đơn giản thôi, đầu tiên Quốc có đây là cái phần rau má. Mình sử dụng là 50g thôi và cái đến là sữa tươi Vinamilk 100% không đường. Với cái lượng sữa tươi này Quốc sử dụng là 250ml. Mình xay và mình lọc để mình lấy cái nước sữa tươi rau má trước. Quốc sẽ lược ở đây nha. Sau khi chúng ta đã lược qua thì mình đã thu được 250. Mình sẽ cho vào đây cái phần nước cốt sữa tươi rau má trước. Cái đến là đậu xanh. Đậu xanh thì Quốc có đây là 40g. Đậu xanh mình đã hấp chín rồi. Sầu riêng Quốc sử dụng là 50g sầu riêng. Quốc sẽ cho đây là 30ml sữa đặc có đường. Và Quốc sẽ cho đây nhánh lá bạc hà như thế này. Bây giờ Quốc sẽ xay nó lên nha. Bây giờ Quốc sẽ rót cái phần hỗn hợp này vào nha. Trong quá trình làm món này nó rất là nhanh anh Quốc ạ. Khi mà nguyên liệu thì dễ chuẩn bị, cách làm thì cực kỳ nhanh, còn đầy đủ dưỡng chất nữa. Bây giờ mời bạn thử. Em cảm ơn anh Võ Quốc. Wow, đây là một sự kết hợp quá hoàn hảo giữa sữa tươi, giữa rau má, đậu xanh. Thay vì chúng ta dùng nước để mình xay sinh tố thì Quốc hoàn toàn dùng sữa tươi hết. Thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe nè, thứ hai nó có được cái vị béo nhẹ trong đó. Cái thức uống mình sẽ ngon hơn. Với những món ăn quen thuộc như thế này thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào tới sức khỏe của mỗi người? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia trong Việt Nam Vui Khỏe ngày hôm nay. Xin chào chương trình Việt Nam Vui Khỏe. Cái món này mình nhìn thì cũng rất là thích. Thì đầu tiên phải kể đến sữa. Thì sữa là một cái thực phẩm tuyệt vời, nó đầy đủ tất cả các nhóm dưỡng chất mà cơ thể cần. Cái thứ hai là tỷ trọng phân bố ở trong cái món sữa về các nhóm chất nó cũng cân đối. Cái thứ ba là nó dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, dễ chuyển hóa và dễ thải trừ. Đặc biệt là cũng dễ uống. Và một cái yếu tố không thể thiếu là khẩu vị. Và tôi thấy các bạn phối hợp đậu xanh nè ha, rau má có tí sầu riêng, vân vân. Đậu xanh thì thành phần đậu xanh thì rất nhiều đạm ha, nhiều carbohydrate, rồi nhiều chất xơ, quan trọng hơn là một số cái hoạt chất sinh học có trong rau má, nhiều chất xơ, ít đạm, ít béo. Vậy thì khi sử dụng sữa chúng ta có những lưu ý nào về độ tuổi cũng như là dùng bao nhiêu mỗi ngày là đủ thưa bác sĩ? Xây dựng khẩu phần phải đa dạng thực phẩm. Sữa là cái loại dưỡng chất mà đầy đủ các thành phần dưỡng chất cũng như tỷ trọng, vậy nên nếu dùng mỗi ngày thì là một cái chọn lựa rất là phù hợp. Còn dùng bao nhiêu theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì khuyến nghị không nên dùng sữa tươi cho trẻ dưới 1 tuổi. Người trưởng thành thì khoảng 300-500ml mỗi ngày. Chúng ta nên dùng cách bữa chính 1-2 giờ để tránh ảnh hưởng đến cái bữa chính. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Với một bữa xế ngọt lành và giàu dinh dưỡng như thế này, các bạn hãy cho vào thực đơn để vào bếp và thưởng thức những thực phẩm thực sự tốt lành để chính cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.